Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của 7 News. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xe khách tông hai xe máy, quốc lộ 20 ùn tắc kéo dài nhiều cây số. Tối ngày 13 tháng 8, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và hai xe máy trên quốc lộ 20 khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng nhiều giờ liền. Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 17 giờ chiều cùng ngày, xe khách chạy trên quốc lộ 20 đi theo hướng từ Lâm Đồng về Đồng Nai. Khi đến km 119 thuộc địa phận xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, thì bất ngờ xảy ra va chạm với hai xe máy đang chạy cùng chiều. Cú tông khiến các nạn nhân đi xe máy ngã xuống đường, nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Riêng hai xe máy hư hỏng, nằm dưới gầm bên hông của xe khách. Vụ tai nạn may mắn không gây ra thiệt hại đáng kể về người, nhưng đã khiến giao thông trên quốc lộ 20 ùn tắc kéo dài nhiều cây số. Các phương tiện phải xếp thành hàng dài, di chuyển vô cùng khó khăn qua hiện trường vụ tai nạn. Nhận được tin báo, Công an huyện Định Quán cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt, tiến hành lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời xử lý di dời các phương tiện gặp nạn và điều tiết phân luồng giao thông trên quốc lộ 20. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, quốc lộ 20 mới được thông thoáng, các phương tiện dần lưu thông ổn định trở lại. Đi Tràng Trâu, chàng trai cảm lạnh khi thấy cảnh trâu hóa tàu ngầm lặn sâu dưới sông. Mới đây, một cảnh tượng chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cho bộ đội và đặc công phải chào thua trước tài nghệ lặn nước của con vật này. Theo như đoạn video quay lại cho thấy, một chàng trai đang đi chăn trâu vì thời tiết nắng nóng khó chịu nên thanh niên mang trâu ra bờ sông tắm mát. Mới dắt ra tới nơi, con trâu như tìm đúng địa bàn mà đi xuống sông, hóa tàu ngầm rồi lặn luôn dưới đó, mãi không chịu lên, khiến chàng trai đứng trên bờ bất lực ngồi chờ. Được biết, trâu bò hay tất cả các loài động vật có vú đều có khả năng bơi lội và ngụp lặn nước rất tốt. Cộng đồng mạng sau khi xem xong đoạn video thì tỏ ra vô cùng thích thú trước hình ảnh này. Một số người liền nhớ tới tuổi thơ của mình mà để lại các bình luận. Cùng trâu bơi qua sông, lúc lên chỉ thấy người còn trâu đi đâu mất. Chạy về khóc tá hỏa, thì chập tối thấy con báo nó mò về. Trâu lặn bình thường mà, hôm nào thử cho bò lặn cộng đồng mạng mới nể. Cũng là trâu nhưng mà là trâu ngầm. Báo chí thế giới chia buồn tiền đạo Paulo Madeira tử nạn. Nhiều tờ báo trên thế giới đã đăng tải hình ảnh và thông tin về cái chết của tiền đạo Paulo Madeira, Hoàng Anh Gia Lai, sau tai nạn thảm khốc tại Gia Lai vào chiều ngày 12 tháng 8. Tờ Global Brazil đã đăng tải dòng tít tiền đạo người Brazil Paulo Madeira qua đời vì tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở Việt Nam. Báo The Sun Anh viết, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira bị nghiền nát cùng với huấn luyện viên và bác sĩ của đội Hoàng Anh Gia Lai trong vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Tờ Sportsbus viết, dù là người Brazil, nhưng Paulo chưa từng chơi bóng ở quốc gia Nam Mỹ này. Anh nhập tịch Bồ Đào Nha và từng chơi cho các đội bóng như Immortal DC, Estrella Amadora và Francis là đội cuối cùng ở châu Âu mà anh thi đấu trước khi sang Việt Nam. Trên mạng xã hội, các câu lạc bộ Bồ Đào Nha bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của cầu thủ Paulo và đồng cảm với gia đình tiền đạo này. Câu lạc bộ Estrella da Amadora viết trên Twitter, CF Estrella da Amadora vô cùng nuối tiếc khi thông báo về sự ra đi của cựu cầu thủ của chúng tôi là Paulo Madeira. Với tất cả người thân trong gia đình và bạn bè đang chịu thang Paulo, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Gia đình Estrellista luôn ở bên tất cả các bạn. Paulo sẽ luôn ở cùng chúng ta. Làm rõ việc người con riêng bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm người con của ông Nguyễn Châu, sinh năm 1937, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam, vừa có đơn gửi các ngành chức năng tố cáo ông Nguyễn Công Quy, sinh năm 1963, lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ tài sản nhà và đất. Điều đáng nói, ông Quy được cho là con ngoại hôn thú của ông Châu. Bà Nguyễn Thị Bích Tuyết, sinh năm 1967, đại diện cho năm người con của ông Châu cho hay, nhà của gia đình được xây dựng hơn 40 năm qua, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào. Cách đây vài tháng, đại diện gia đình ra xã Tam Thái xin giấy xác nhận để sửa lại nhà. Thế nhưng, cán bộ xã nói nhà đất trên giờ đã đứng tên ông Nguyễn Công Quy, nên ông Quy mới xin giấy xác nhận được. Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu lừa đảo, chị em bà Tuyết đã làm đơn tố cáo gửi các ngành chức năng. Toàn bộ tài sản trên anh em chúng tôi chưa ủy quyền cho ba chúng tôi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Quy đã dụ dỗ ba tôi ký tặng cho toàn bộ hai sổ đỏ trên và đã được cơ quan chức năng sang tên qua cho ông Quy. Lúc ký, ba tôi đang nằm ở bệnh viện và không có người giám hộ khi đã trên 80 tuổi.
Điều đáng nói, anh em chúng tôi chưa ai ký thừa ủy quyền cho ba tôi, nhưng địa chính xã Tam Thái và giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Ninh đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn ký trao tặng toàn bộ tài sản cho ông Nguyễn Công Quy. Đại diện con ông Châu bức xúc nói. Trước sự việc trên, ngày 10 tháng 8, ông Trần Văn Cư, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Quảng Nam cho hay, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng có công văn giao cho đơn vị chủ trì xác minh vụ việc này. Hiện cơ quan công an cũng đang vào cuộc điều tra theo đơn tố cáo của công dân. Chúng tôi sẽ phối hợp với gia đình ông Châu và các ngành chức năng để xác minh, làm rõ đơn tố cáo trên. Quan điểm của chúng tôi là cá nhân, tổ chức nào làm sai sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Con gái 14 tuổi xuống bếp làm một bàn cơm trưa, phản ứng của người mẹ gây phẫn nộ. Câu chuyện đang gây xôn xao mạng xã hội xảy ra tại Trung Quốc. Đoạn video do chính người mẹ này đăng tải và vô tình gây chú ý. Cụ thể ngày xảy ra tình huống này, người mẹ đã đi chợ mua đồ ăn về nhà. Hơn 11 giờ trưa, cô bé 14 tuổi đã xuống bếp nấu xong một bàn thức ăn tươm tất cho hai mẹ con. Nhìn mâm cơm đầy đủ, nếu là một gia đình bình thường khác, có lẽ phụ huynh đã cảm động rơi nước mắt. Ấy thế nhưng người mẹ trong tình huống này lại cau mày, giọng lạnh nhạt, trách móc cô bé, không biết cân đo đong đếm lượng đồ ăn. Nhà có hai người nhưng lại nấu quá nhiều món gây lãng phí thức ăn. Có hai người ăn mà con nấu nhiều như vậy sao? Mẹ còn phải khen ngợi, biểu dương con nữa à? Để mẹ xem con ăn thế nào cho hết. Người mẹ lạnh lùng chỉ trích, gương mặt ngơ ngác, đầy tủi thân của cô con gái. Nhiều người tỏ vẻ vô cùng khó hiểu trước hành vi ứng xử của người mẹ. Không hiểu đối với người ngoài, cô cư xử như thế nào, nhưng con gái của mình không cần phải khắc nghiệt đến vậy. Con bé thậm chí còn bổ sẵn hoa quả bày trước mặt bà cô này, thế mà không biết hưởng phúc. Nhìn là đã biết tuổi già không thành thơ được rồi. Không biết nấu, mắng con gái không khéo, mà nó nấu ra rồi, còn nấu trông ngon mắt thế kia, cũng chửi nó được thì chịu thật đấy. Dự kiến hỗ trợ thêm 145 tỷ đồng cho người lao động giãn việc, mất việc. Theo đó, các cấp công đoàn dành nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho các đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022, bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn là 1-3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn. Đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 86.528 người. Số đoàn viên được hỗ trợ là 80.042 người với số tiền hơn 114.525 tỷ đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều người lao động tiếp tục bị mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Do đó, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động theo nghị quyết số 06. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2024. Các quy định về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ đều được giữ nguyên. Tổng kinh phí dự kiến là khoảng 145 tỷ đồng. Ly hôn, chuyển hết tài sản cho vợ để quỵt nợ, gã khôn lỗi nhận quả đắng. Một người đàn ông ở Trung Quốc đã chuyển hết tài sản cho vợ và sau đó ly hôn để tránh phải trả 200.000 nhân dân tệ, hơn 600 triệu đồng, mà anh ta nợ hàng xóm bồi thường thiệt hại vụ tai nạn tông xe. Sự việc bắt đầu khi Châu vô tình đâm mô tô vào anh Trần khi đang lái xe trong khu dân cư mà họ sống. Do không thỏa thuận được số tiền đền bù, Trần đã kiện Châu ra tòa. Tòa xử buộc Châu phải trả 200.000 nhân dân tệ để trang trải chi phí y tế và bồi thường thương tật. Tuy nhiên, khi yêu cầu Châu thi hành án, tòa phát hiện ra Châu không có tài sản nào đứng tên mình và không có gì để trả tiền bồi thường. Nghi ngờ anh ta gian lận, tòa xem xét hồ sơ tài chính, giao dịch tài sản và hôn nhân của Châu. Họ phát hiện Châu đã ly dị vợ ngay sau khi tòa án yêu cầu anh ta bồi thường thiệt hại. Người đàn ông này đã chuyển hai bất động sản cho vợ trong ly hôn và đưa ra thỏa thuận rằng bên này không chịu trách nhiệm về các khoản nợ bên kia. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo tài sản không bị bán để trả cho Trần. Sau khi phát hiện hành vi lừa dối đó, anh Trần yêu cầu tòa án rút lại thỏa thuận về tài sản của vợ chồng Châu trong ly hôn và yêu cầu họ chi trả mọi chi phí phát sinh trong vụ kiện về tai nạn. Tòa án đã hủy bỏ phán quyết phân chia tài sản của vợ chồng Châu trong vụ ly hôn và ra yêu cầu cả hai phải trả án phí cho anh Trần. Tòa cũng lệnh cho Châu trả khoản tiền 200.000 nhân dân tệ còn nợ anh Trần.
bị chém 16 triệu đồng tiền xe cấp cứu, cha phải bỏ xác con vào thùng xốp. Anh G, 36 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau cho biết vợ chồng mình lấy nhau 7-8 năm trời mới có con. Tuy nhiên khi thai mới 2-3 tuần tuổi, em bé đã chào đời tại bệnh viện ở Cà Mau, sức khỏe rất yếu vì sinh non. Ngày 5 tháng 8, người đàn ông được một bác sĩ thông báo tình trạng xấu của con trai, khuyên gia đình nên đưa bé lên thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị mới có cơ hội sống. Nghe anh G nói, không biết thuê xe cấp cứu như thế nào, bác sĩ trên cho anh số điện thoại của một phụ nữ tên H để trao đổi việc hợp đồng xe. Tôi gọi cho chị thì được báo giá 16 triệu đồng phí vận chuyển một chiều, họ yêu cầu tôi phải ứng trước 8 triệu đồng. Đồng lương công nhân chỉ khoảng 5 triệu đồng trên tháng, nên anh G phải vay mượn bà con, bạn bè gấp để đóng cho nhà xe. Tối ngày 5 tháng 8, cha con anh G được xe cấp cứu chở đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 rồi rời đi. Đến ngày 6 tháng 8, bé được chuyển sang khoa hồi sức sơ sinh để chăm sóc tích cực. Tuy nhiên vì tình trạng quá nặng, 2 ngày sau bé không qua khỏi. Người đàn ông chia sẻ, thời điểm đó anh đã cạn tiền mua quan tài cho con. Đường cùng, người cha phải mang xác con bỏ vào một thùng xốp. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của anh G, người phụ trách nhà đại thể đã liên hệ với phòng công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Đồng 1 để liên hệ nhà hảo tâm hỗ trợ quan tài và một chuyến xe từ thiện để cha con họ có thể về quê. Đồng thời qua chia sẻ của đại diện bệnh viện, anh mới biết số tiền phải trả cho xe cấp cứu của mình là rất đắt so với giá thuê thông thường. Phía bệnh viện nói với tôi, giá dịch vụ xe cấp cứu từ thành phố Hồ Chí Minh chưa đến 10 triệu đồng, có bác sĩ Nhi Đồng 1 theo về đến tận nơi và đầy đủ thiết bị. Lúc đó tôi mới biết mình bị chặt chém. Hồng Doan Thái lần đầu nhập về chợ, giá rẻ hơn hàng Việt. Nhập về một tạ hồng giòn Thái Lan, chị Mỹ Linh, chủ sạp trái cây trên đường Thống Nhất, Gò Vấp, cho biết vừa bán hết trong 2 ngày. Hồng giòn Thái lần đầu về chợ mới lại có giá rất rẻ. Do đó tôi chuyển sang bán hàng này thay vì hồng trong nước, chị Linh nói. Theo chị Thanh, chủ sạp trái cây ở chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh, hồng Thái có màu vàng ươm, các quả chất lượng đều, ngọt nên hút khách. Mỗi ngày tôi bán được 3-5 thùng, thùng 10kg. Giá bán lẻ mỗi kg hồng giòn Thái là 55-60.000 đồng 1 kg, trong khi hàng Đà Lạt 70-80.000 đồng, chị Thanh nói. Là đơn vị chuyên nhập khẩu hồng Thái, bà Mai ở quận Tân Bình cho hay loại này đang vào vụ. Năm nay sản lượng hồng của Thái Lan tăng cao nên được xuất sang Việt Nam với giá hấp dẫn, do đó bà nhập về bán thử nghiệm mỗi ngày vài tấn. Lãnh đạo chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết hồng giòn vuông nhập từ Thái là sản phẩm lần đầu về chợ để thăm dò thị trường. Loại này đang được khách ưa chuộng, giá bán sỉ tại chợ là 35.000 đồng trên 1kg, thùng 10kg. Đây là loại hồng không hạt, có vị ngọt liệm, không chát như hàng Trung Quốc hay hàng Việt Nam. Ngoài ra, trên mỗi trái hồng được nhập về Việt Nam, cuống của chúng rất tươi, xanh và bắt mắt, nên cạnh tranh hơn hàng Việt và hàng Trung Quốc. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, diện tích hồng tại đây khoảng từ 300 đến 400 hectare. Hồng Đà Lạt được trồng chủ yếu tại Xuân Thọ, Xuân Trường, Tà Nung với sản lượng quả tươi hàng năm đạt trên 12.000 tấn. Hồng Đà Lạt có nhiều loại, thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 11. Hồng giòn trái vuông Đà Lạt đang có giá bán lẻ từ 75 đến 80.000 đồng 1 kg, có màu xanh nhạt. Hồng giòn trái tròn từ 55 đến 70.000 đồng 1 kg. Tàu chiến Nga nổ súng cảnh cáo tàu hàng ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu hải quân Nga Vasily Bisko ngày 13 tháng 8 đã nổ súng cảnh cáo một tàu chở hàng treo cờ Palau khi tàu hàng đang hướng tới cảng Izmail của Ukraine ở Biển Đen. Theo hãng thông tấn TASS, đây là lần đầu tiên Nga nổ súng cảnh báo với tàu chở hàng kể từ khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng ngày 13 tháng 8, tàu tuần tra Vasily Bisko của hạm đội Biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra các tuyến đường vận chuyển đã phát hiện tàu chở hàng khô Suru Okan treo tờ Palau ở phía tây nam Biển Đen đang hướng đến cảng Izmail, Ukraine. Thuyền trưởng của tàu chở hàng đã không đáp ứng yêu cầu dừng lại để kiểm tra hàng hóa, nên tàu chiến Nga đã bắn cảnh cáo để buộc tàu chở hàng phải dừng lại. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tàu chở hàng có tên là Suru Okan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã lên tàu bằng trực thăng K-29. Sau khi nhóm kiểm tra hoàn thành công việc, tàu chở hàng tiếp tục hành trình hướng tới cảng Izmail. Các tàu của hạm đội Biển Đen tiếp tục tuần tra tại các khu vực được chỉ định, Bộ cho biết thêm. Bình luận về việc này, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, gọi đây là sự vi phạm rõ ràng luật biển quốc tế, một hành động cướp biển và tội ác chống lại tàu dân sự của nước thứ ba trong vùng biển của nước khác.
Ukraine sẽ rút ra các kết luận cần thiết và đưa phản ứng tốt nhất có thể, ông Podolyak viết trên X, tên mới của Twitter. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.